Chào các bạn, trên tay của mình thì đang có hộp là powder đất cây của hãng Ultimega. Thì theo đánh giá của mình thì đây là một trong những cái hộp đựng bài đẹp nhất mà hãng Ultimega làm ra. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm, đó là để một thời gian dài. Rồi, camera lại đây xíu ha. Để một thời gian dài sử dụng thì nó sẽ bị dính như thế này. Nè các bạn, các bạn thấy nó dính không? Đó, nó dính ở vỏ hộp. Cũng như là ngay cả khi mà nó nằm ở trong hộp như thế này thì nó cũng bị hiện tượng là dính luôn. Cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà xử lý cái hộp này nếu như nó bị dính ha. Và đặc biệt thì vì nó bị dính rồi cho nên trên website MHI Pro thì đang xả kho đó ha các bạn. Giá rất là rẻ so với cái mức giá niêm yết của nhà sản xuất đề nghị luôn. Để xử lý cái chuyện mà bị dính nhựa như thế này thì rất là đơn giản. Chúng ta sẽ cần có là baking soda và chúng ta cần một cái ca, là một cái muỗng giống như vậy. Đầu tiên là, ở camera gần đi xíu ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ múc một lượng baking soda, càng đặc càng tốt nha các bạn. Chúng ta sẽ thêm nước vào trong cái soda này. Cái lượng nước thì các bạn bao nhiêu cũng được ha, tùy vào ông bà mách bảo thì các bạn thêm nước bao nhiêu cũng được. Rồi ok, mình sẽ khuấy nó lên như vậy. Dạ, có vẻ như là nó hơi loãng rồi ha. Để lấy cái muỗng khác múc thêm soda vô cho đặc nha các bạn, cứ ngắt luôn ha. Tại vì số lượng mình làm ngày hôm nay sẽ là 3 hộp nha các bạn, cho nên là chúng ta sẽ dùng một lượng khá là nhiều như vậy. Rồi bây giờ múc nó lên và các bạn sẽ chà cái bề mặt này và mình để qua đây cho dễ nha. Đó, chúng ta sẽ chà sát vào cái bề mặt này, rửa lại với nước nha các bạn và nó sẽ hoàn toàn mất đi cái lớp nhựa dính, đẹp lại như là hàng mới mua luôn. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm cho các bề mặt còn lại là xong. Vậy lên, dạ các bạn. Chọn đây luôn. Dạ này. Ở các vị trí logo Powder Decay này thì các bạn có thể rửa cho sạch một xíu ha. Và lỡ như baking soda nếu có dính vào cái logo ở đây thì cũng không sao nha các bạn, bởi vì nó sẽ làm nổi bật cái logo này lên. Rồi, các bạn cứ rửa thật là sạch lại là được rồi. Ok, hoàn toàn hết dính rồi nha các bạn. Mình sẽ để thêm một bên ha. Và chúng ta sẽ làm tới cái hộp thứ hai. Vẫn sẽ là để baking soda lên và chà khắp tất cả các bề mặt hộp nha các bạn. Và rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái hộp này ra nha các bạn. Và nếu bên trong nó cũng bị chảy nhựa và dính như vậy thì chúng ta cũng xử lý y chang thôi. Mình thấy thì trong này vẫn bình thường nha các bạn, cho nên là chúng ta sẽ không cần xử lý ở bên trong. Rồi các bạn, sau khi mà chúng ta rửa cái hộp này qua baking soda thì bây giờ chúng ta sẽ để nó khô tự nhiên hoặc là để bật quạt nữa các bạn. Rồi, ở đây thì mình bật quạt thôi. Còn bây giờ thì để mà gấp cho các bạn xem thì mình đã dùng máy xé tóc để mà xé khô nữa các bạn. Rồi, các bạn mình vô đây đi. Mình chưa khóa cửa rồi. Rồi, vô luôn nè. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã qua cái bước xử lý. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có dính một chút xíu baking soda trong này. Thì cũng không sao các bạn ha. Nó sẽ làm nổi bật cái logo Ultimega của chúng ta lên. Và nếu như các bạn có tâm nước thì chúng ta có thể bắn nó vô trong mấy cái khe hở này để mà nó làm sạch cái baking soda luôn. Chúc các bạn thành công xử lý cái hộp.